Hello, chào cả nhà. Đây là New York nè cả nhà ơi. Hôm nay á, giờ này á là tụi mình đi đến chợ cá, đi cùng ông chồng mình với đám bạn ha. Đám bạn thì có bà con dòng họ gì làm cái nhà hàng Ý đó không biết nữa. Rồi tụi mình mới xin đến đây mà phải đặt chỗ ăn ở nhà hàng đó tới mấy chục người nha. Xin ở đây nó chở nó dẫn đi tới giờ này là trời lạnh nữa cả nhà ơi. 2 giờ mấy sáng nè. Ôi trời ơi, lạnh. Nghe nói cái chợ này nó mở từ 1 giờ luôn đó. Ôi. Nhưng mà cá mà ô cá này cá gì ta, cá tu này ô cá ô hắn này con nè, cá salmon đó. Cái chợ cá này là tại New York nha các bạn. Trời lạnh quá, chắc mình nói không được. Ở đây tu nè, ôi lạnh cứng họng luôn. Ôi chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Tụi mình đã trở về thành phố nha. Rồi xong rồi dọn dẹp đâu đó sạch sẽ sẽ đi tới cái Beach House Restaurant ha. Cái restaurant này á là bà con gì của ông bạn nhà mình, cho nên đã đặt chỗ sẵn rồi. Thì họ mua từ chợ cá, họ lấy cá tươi luôn. Họ về, họ có những loại cá lớn thì họ cắt ra, còn những loại cá vừa vừa hay là đủ một người ăn thì họ để nguyên con. Thì mình vô mình muốn chọn cá nào cũng được, họ lấy họ cân. Rồi họ đem tới họ nấu rồi họ tính tiền cho mình. Trong cái menu á là họ đã có bao nhiêu món nấu rồi, thì mình nấu nó giống như chợ cá ở Hàn Quốc này kia này nọ. Nhưng mà cả nhà ơi, nói là chảy miếng đau bụng quá. Như buổi sáng tôi uống nhất này đây. Xong rồi đó là hình như là cái khu này á, cái chỗ mà nhà hàng Ý này á, thì họ chuyên môn nhân các nhà hàng restaurant của Ý lúc nào họ cũng phải có nè, làm món ăn gì cũng phải có dầu ô liu nè, chi hành cà chua lúc nào mình thấy cũng có đó. Nhưng mà cái gia vị của họ đúng rồi. Tới đây là mình thấy đa số là người ta ăn cá, ăn đồ biển, chứ người ta không có ăn cơm nha, không ăn cơm như mình đâu. Trời ơi ngon lắm cả nhà ơi. Không thôi là họ ăn cái bánh mì á, họ ăn với bánh mì. Nhưng mà ăn cá này là no rồi, ăn cá với rau no rồi. Nhưng mà ngon các bạn ơi, cái mấy cái món này đặc sản ngon, nó làm ngon. Cá này là cá mú đen á cả nhà. Cá mú đen thì nó kêu bằng là black sea bass gì đó. Trời nói chảy nước miếng cả nhà ơi, đói bụng quá thôi, ăn mời cả nhà nha. Nhưng mà nó làm gì là một người ăn con này, cả nhà ông này bên này chung ánh rồi tính tiền cho mà thấy sướng luôn á.